Xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Thục Sơn đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nó về Affiliate Marketing với Clickbank dành cho người mới bắt đầu. Cái video này nó sẽ phù hợp cho bạn nếu như bạn là một người mới bắt đầu quan tâm về cách kiếm tiền online trên Internet tại nhà với những thời gian nhàn rỗi nhất của mình. Bạn có thể bỏ ra khoảng 1 cho tới 2 giờ đồng hồ mỗi ngày thôi. Và bạn vẫn có thể tạo được cái thu nhập cho mình khoảng 5 triệu cho tới 10 triệu thêm một tháng nữa, không dựa vào cái thời gian tối nhàn rỗi của bạn chẳng hạn như vậy đó. Và trong video này thì tôi sẽ dành cho những người nào mới bắt đầu với Affiliate Marketing và đặc biệt là với Clickbank. Thì bạn chưa biết Clickbank là gì hay là cách bán hàng Clickbank làm sao, cách kiếm tiền với nó như nào và cách là mình sẽ rút được tiền ra làm sao, đúng không nào? Thì trong video này thì tôi sẽ dành riêng cho những người mới bắt đầu, và đây cũng sẽ là một cái series mà trong thời gian tới thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về chi tiết hơn đó, về những cái cách làm sao đó bạn có thể kiếm được tiền với Affiliate Marketing với Clickbank thành công, không? Và cũng đã có rất là nhiều những tấm gương bài học, rất là nhiều những câu chuyện thành công, rất là nhiều những người học viên của Sơn, không? Và những các bạn đó họ đã tạo ra được cái thu nhập đó là khoảng 200 đô la cho tới 500 đô la một tháng, không? Trong khoảng 1-2 tháng đầu tiên thì họ đã làm được điều này rồi các bạn. Được chưa? Nên nếu bạn quan tâm thực sự video này thì đừng quên ủng hộ Sơn bằng cách bấm một nút like hoặc là đăng ký kênh YouTube để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha. Thì bên cạnh đó đó, Sơn cũng tặng cho bạn một khóa học để cách làm sao đó để bạn có thể kiếm được 1.000 đô la đầu tiên từ Clickbank. Thì cái chương trình này là hoàn toàn miễn phí. Nhiều bạn cũng có hỏi là tại sao lại tặng miễn phí như vậy, tại sao lại không có tại sao lại không có tự làm đi mà làm miễn phí, đúng không? Thì thực sự từ trước đến giờ, cách đây khoảng gần 4 năm rồi các bạn, từ năm 2016 tới điểm hiện tại á, thì Sơn rất là khao khát cái việc đó là mình muốn giúp đỡ những người khác làm được những gì giống như mình, không? Và Sơn hiểu được một điều rằng đó là tư duy của những người giàu có đó là họ rất là thích muốn xây dựng đội nhóm, họ rất là muốn kết giao bạn bè, những người tích cực xung quanh vây quanh với họ, và họ muốn giúp đỡ người khác, muốn giúp đỡ cộng đồng. Nên là bạn thấy là tại sao Bill Gates hay là những cái gương tỷ phú họ rất là thích từ thiện là như vậy, đúng không nào? Thì cái chương trình này là Sơn hướng dẫn cho bạn từ A đến Z, nó là một bộ series những cái video và bạn đã làm theo từng bước step by step thì bạn hoàn toàn có thể làm được thành công với nó đó. Và bạn cũng có thể tham gia vào trong một group, trong cái group là trở thành chiến binh Affiliate Marketing á, thì Sơn có để lại đường link ở phía bên dưới video này, các bạn có thể truy cập được vào nó. Và cái khóa học này thì Sơn cũng để lại ở phía bên dưới nha. Hoặc là bạn có thể truy cập vào cái đường link đó là tự học clickbank.com, bạn đăng ký vào thì bạn sẽ nhận được cái bộ video miễn phí này từ Sơn. Và trong cái hướng dẫn ở đây là Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn step by step, và dường như là ai cũng có thể làm được. Bạn có thể là một người mới bắt đầu về kiếm tiền online, bạn có thể là một người chưa có biết gì về máy tính internet marketing nhiều, hoặc là đây là lần đầu tiên bạn được tiếp xúc với nó, hoặc là ngay cả khi bạn là những người mà đã từng có kinh nghiệm trước đây rồi, thì những cái video về sau này Sơn sẽ update, Sơn cập nhật để cho các bạn nó có được một cái góc nhìn rộng rãi hơn để bạn có thể làm được thành công với trong công việc kinh doanh này, và bạn có thể là đi một cái hướng đi rất là dài hạn và bền vững, thì nó sẽ giúp cho các bạn nó đi được đều hơn đó, và nó sẽ được lâu dài hơn và mình nó không hướng tới cái việc là làm ăn trộm giật, được chưa nào? Thì cái này là đây là chia sẻ là hoàn toàn miễn phí, và bạn hãy dành ra đâu đó khoảng 10-15 phút để bạn tập trung thực sự và bạn nó lắng nghe cái điều này từ Sơn, tôi chia sẻ cho các bạn. Và bên cạnh đó thì trên kênh YouTube của Sơn nữa các bạn, đó là Sơn PS đó, thì bạn nó vào trong cái kênh YouTube của Sơn nhé, bạn gõ tìm Sơn PS này và bạn nó vào trong kênh YouTube của Sơn á, thì trên kênh YouTube á là mình cũng đã có rất là nhiều những cái video chia sẻ trước đó về Clickbank rồi. Nên nếu như bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì bạn chỉ cần bấm vào phần mục danh sách phát ở đây và đi vào những cái video bài học ở trong này, được không ạ? Được chưa? Thì cái ở đây là Sơn cũng đã từng có một video trước đó là Sơn nói là bắt đầu với Affiliate Marketing thì Affiliate là gì và Clickbank tiếp thị liên kết nó như thế nào. Thì video này thì Sơn sẽ đi sâu hơn một chút để cho các bạn có thể hình dung được với cái bốn bước làm sao đó để chúng ta thành công được và kiếm được khoảng 200 đô tới 500 đô một tháng thu nhập với Clickbank ra làm sao. Thì cái bước đầu tiên đó đó là bạn cần phải tạo ra một cái tài khoản Clickbank. Rất là nhiều người bạn đó, thời gian vừa qua cũng làm thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao, không? Và tới điểm hiện tại Sơn cam kết với các bạn rằng có nhiều bạn là hỏi rằng tạo tài khoản Clickbank có được hay không và hình như rằng nó bị chặn IP, đúng không nào? Thì thực sự Sơn chia sẻ với các bạn rằng tạo là 100% tại Việt Nam là bạn hoàn toàn có thể làm được, bạn không cần phải fake IP, bạn không cần phải đổi VPS làm gì hết, không? Bạn vẫn có thể tạo được nha. Thì bây giờ là cái video này bạn chỉ cần lưu ý một vài điều và một vài cái lưu ý mà các bạn tại sao các bạn làm không được.
đó là khi mà các bạn đã điền địa chỉ á, điền thông tin của các bạn á, ví dụ họ tên đúng không nào, thì bạn loại bỏ dấu tiếng Việt đi. Ví dụ nhá, tên của Sơn là Nguyễn Tùng Sơn thì Sơn chỉ ghi á, là tên Nguyễn Tùng Sơn nhưng không được có dấu đúng không nào. Và thông thường á, mình cũng hay bị sai ở cái chữ đó là chữ giờ và chữ đờ không, bởi vì á, cái từ đường á, cái đường ở đâu á, thì mình hay ghi là cái từ đờ vào, thì á, tiếng Anh nó không có chữ 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 đờ, nó chỉ có chữ giờ thôi đúng không nào. Thì khi mà điền á, thì anh nhớ loại bỏ dấu tiếng Việt đi, tiếng Anh nó chỉ có 24 từ thôi, được chưa. Cái điều số 2 đó là bạn nên sử dụng là mạng Wi-Fi 3G nhà bạn không, 3G hoặc là dùng điện thoại á, bạn có thể dùng cái điện thoại của mình để mình hãy phát cái Wi-Fi lên để mình có thể tạo cái tài khoản. Và tuyệt đối các bạn hãy cân nhắc là không được sử dụng cái là Wi-Fi ở công cộng, cả quán cà phê, thì bởi vì ở đây là cái Wi-Fi có thể nó bị Black IP rồi, bạn có thể tạo sẽ không thành công. Cái điều số 3 nó khiến bạn nó tạo chưa thành công được đó là cái phần bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng đó. Điền thông tin tài khoản ngân hàng thì câu hỏi đây là điền thông tin tài khoản ngân hàng như thế nào, thì Sơn chia sẻ các bạn là bạn hãy ghi ngân hàng đây là mạnh dạn ghi ở địa điểm ở Việt Nam và ngân hàng là VCB, và sau này bạn sửa lại ở phần thông tin thì vẫn được nha. Nên là bạn nào mà chưa có xem cái video mà hướng dẫn cách tạo được tài khoản Clickbank thành công 100% á, thì bạn đã kéo xuống ở phần mục video của Sơn đây này. Sơn đã từng có một cái video đó là cách để tạo tài khoản Clickbank, và hãy nhớ đây là video mới nhất nha, video mới nhất nha. Hoặc là bạn đó, hãy vào trên kênh vào YouTube, sau đó bạn đã tìm cái từ khóa là cách tạo tài khoản Clickbank Sơn PS đó, hướng dẫn cách tạo tài khoản Clickbank Sơn PS đây nhá, thì nó sẽ ra cái video đó để các bạn có thể tìm nó dễ dàng hơn. Đây, cách tạo tài khoản Clickbank Sơn PS, thì bạn hãy nhớ là vào cái video mới nhất đây này, thì Sơn có chia sẻ rất là chi tiết về cách hướng dẫn step by step để tạo một cái tài khoản Clickbank và kiếm tiền với Clickbank ra làm sao, được chưa. Thì đây là cái phần đầu tiên, bước số 1 đó là cần phải tạo được một cái tài khoản Clickbank để chúng ta bắt đầu được với nó. Thì đây chính là cái giao diện của cái tài khoản Clickbank, bạn có thể ra cái mục dashboard là cái mục trang chủ của nó, còn ở đây là cái phần là marketplace. Thì bây giờ Sơn sẽ đi tới cái phần số 2, đó là chúng ta cần phải lựa chọn ra một cái niche size, một thị trường ngách đó. Thì trên Clickbank á, nó là gọi là một cái chợ sản phẩm số, sản phẩm thông tin, nó có rất là nhiều những khóa học trực tuyến ở trên đấy, và những cái người nước ngoài á, đặc biệt là người Mỹ, người ở châu Âu, những cái người mà họ có một cái văn hóa, một cái văn minh rất là tốt rồi, họ có tư duy rất là tốt, thì họ sẽ không bao giờ mọi thứ họ tự vọc hay họ tự ngồi họ nghĩ ra, mà họ sẽ tư duy rằng bây giờ tôi sẽ bỏ tiền ra, tôi đầu tư tiền để tôi học, tôi mua thời gian nó sẽ nhanh hơn, và tôi tìm được đúng người thầy, tôi tìm được đúng cái người chuyên gia để tôi sẽ tiết kiệm được thời gian của tôi và tôi sẽ trở thành một cái người giỏi ngay lập tức đó. Thì họ có thể là học về những chủ đề về health and fitness, hoặc là giảm cân, hoặc là về xây dựng các mối quan hệ, ví dụ mối quan hệ vợ chồng, hay là cái cách làm sao đó để giữ lửa trong hôn nhân gia đình, hay là cách làm sao đó để một chàng trai tán đổ được một cô gái, hay là về tâm linh, về luật hấp dẫn, về kiếm tiền online, về internet marketing, về kinh doanh, hay là về những cái chủ đề về phát triển bản thân. Thì trên Clickbank á, nó là một cái chợ sản phẩm số, nó có rất là nhiều sản phẩm ở trên đó có sẵn rồi. Thì cái việc ở đây á, là chúng ta chỉ cần nó lựa chọn cho mình một cái thị trường. Ví dụ bây giờ các bạn nó thích chủ đề về giảm cân, bạn sẽ lựa chọn thị trường giảm cân. Hay là bạn nó thích về chủ đề về nấu ăn thì bạn có thể lựa chọn ở nấu ăn, đúng không nào? Ở đây nhá, tôi sẽ vào cái phần là Marketplace ở đây. Bạn nó vào cái phần là Marketplace, sau đó là đây là cái danh mục tất cả những cái ngách thị trường của nó, ngách thị trường ở trên Clickbank. Thì ở đây là bạn cũng có thể nhìn thấy này, cái mục là kinh doanh này và đầu tư này, kinh doanh đầu tư này, máy tính và internet này, nấu ăn này, đồ ăn và rượu này, những cái khóa học online này, nhờ về phát triển bản thân này, về game cũng có này, về thực phẩm xanh này đó. Thì ở trên này nó có hàng tá những cái sản phẩm khác nhau, thì bạn có thể lựa chọn bất kỳ cho một một cái thị trường ngách. Thì trong cái phần đợt trước á, cái tháng đợt trước á, thì Sơn có chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề đó, rất là nhiều những cái chủ đề về cách kiếm tiền với Clickbank, đúng không nào. Sơn đã chia sẻ các bạn về cách kiếm tiền với Clickbank rất là nhiều rồi, thì Sơn cũng đã chia sẻ với mọi người về cái chủ đề về cách kiếm tiền với Keto, đúng không nào, và cũng rất là nhiều những học viên họ làm theo những cái đó và đã ra được cái kết quả và kiếm được tiền thực sự ở đây rồi đó. Hôm bữa là Sơn cũng có tổng hợp lại đó, những cái bạn mà họ ra được kết quả là mấy trăm đô thu nhập ở một tháng, mấy trăm đô thu nhập một tháng, thì cũng đã ra được cái kết quả đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy là trên cái màn hình mà Sơn đang biểu diễn, các bạn có thể nhìn thấy được những cái kết quả thực tế của học viên đó. Đó, được chưa. Thì ở đây là Sơn cũng có đã tổng hợp hết rồi, thì đợt này thì giống như đã hứa là Sơn sẽ làm một chủ đề đó là
về chủ đề về tâm linh, đúng là về chủ đề về tâm linh. Đây là một trong những cái chủ đề mà Sơn cũng khá là ưu thích, bởi vì trong cái quá trình đó mình làm cái chủ đề này thì mình cũng học được từ nó rất là nhiều các bạn, học được từ nó rất nhiều. Thì cái chủ đề tâm linh nó nằm ở đâu? Thì đây bạn kéo xong cái phần là marketplace nhá, và sau đó thì bạn vào cái phần là spiritual new age and belief belief này, belief này đó. Thì đây là các bạn nó sẽ vào, bạn sẽ tìm thấy được rất là nhiều những sản phẩm nhá, rất nhiều sản phẩm. Đầu tiên là chúng ta chọn được một cái ngách thị trường trước. Thì đây là Sơn đã chọn cho mình một cái ngách thị trường rồi. Rồi sau sau đó tới bước số 3, bước số 3 đó là mình sẽ chọn cho mình một cái sản phẩm để mình bán, để mình kinh doanh, để mình quảng bá cái sản phẩm đó. Và cứ mỗi một người sẽ có một tài khoản, nó sẽ có một cái đường link tiếp thị liên kết riêng đó. Và khi mà các bạn nó đi tiếp thị, bạn đi quảng bá cái đường link đó, khi mà khách hàng người ta mua hàng của các bạn á, thì bạn sẽ được Clickbank họ trả cho bạn cái tiền hoa hồng. Và đối với Clickbank á, họ trả cho bạn hoa hồng rất là cao, khoảng 70 tới 100% đó. Thì tại sao lại trả cao như vậy, bạn biết chưa nào? Bởi vì họ không chỉ bán một sản phẩm, mà ngay sau khi họ bán xong sản phẩm đó rồi, họ sẽ tiếp tục họ bán thêm sản phẩm nữa, bán thêm sản phẩm nữa, bán thêm sản phẩm nữa. Nhưng cái điều hay ở đây, bạn có thể tạo được thu nhập thụ động cho mình thông qua cái việc á, là bạn chỉ cần bán một sản phẩm thôi, nhưng những sản phẩm upsell về sau này thì bạn vẫn có được thu nhập từ nó luôn, được chưa? Đây là một cái điều rất tuyệt vời các bạn ạ, rất tuyệt vời. Ví dụ như bây giờ là các bạn đã bán cái sản phẩm là keto 28 ngày thì bạn bán được 24 đô la, đúng không nào? Nhưng á, khi mà khách hàng upsell lên được rồi á, thậm chí bạn còn nhận được khoảng 200 đô đó, hoặc hơn như vậy. 200 đô là khoảng gần 5 triệu đồng tiền Việt Nam các bạn, gần 5 triệu đồng. Bạn chỉ cần bán 24 đô thôi đó, bán được một đơn thôi, nhưng mà upsell lên có khách hàng mua tiếp á, thì bạn được thêm thu nhập nữa. Thì ở đây một vài cái lưu ý để bạn đã lựa chọn những sản phẩm tốt là như thế nào. Đầu tiên á, bạn hãy lựa chọn những sản phẩm là có điểm gravity 30 trở lên. Thì tại sao lại chọn như vậy? Bởi vì cái những sản phẩm như vậy là họ nó cũng khá là phổ biến và nó cũng rất là dễ bán, và hơn thế nữa rằng nó cũng chứng minh được cái nhà cung cấp này á, nó cái sản phẩm nó tốt đó, và nó được nhiều người quan tâm, nhiều người ưa chuộng. Còn nếu như bây giờ bạn lựa chọn cái điểm gravity quá thấp á, thì các bạn sẽ rất là khó để bán, và nhiều khi gặp những nhà cung cấp họ còn không có tiền đó, nên có thể là họ sẽ bùng hàng hoặc là họ sẽ không có chăm sóc hàng thật là tốt cho bạn, được chưa? Thì hãy chọn những điểm gravity cao đó, khoảng trên 30 trở lên. Thì ở đây này bạn kéo xuống nha, nó có một cái mục ở đây, nó có mục chỗ này đó, thì nó sẽ có một cái, đây là cái filter, đây là cái bộ lọc của nó. Thì bây giờ Sơn sẽ lựa chọn đây là điểm gravity là 30, Sơn bấm enter. Từ 30 trở lên thì nó sẽ tự lọc cho Sơn rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau đó, có được là trên 30 điểm, trên 30 điểm. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ chọn những sản phẩm nào, ưu tiên những sản phẩm nào nó có affiliate tool pay. Affiliate tool pay có nghĩa là một cái trang nó sẽ hỗ trợ cho những người làm affiliate, đúng không? Thì ở đây bạn nhìn thấy là những cái affiliate pay này, affiliate pay này, affiliate pay này đó. Thì bây giờ mình lọc nó như thế nào, mình kéo nó xuống dưới các bạn đó, mình sẽ chọn một cái mục là must have affiliate tool pay đó, mình gõ vào đó thì nó sẽ tự động nó sẽ lòi ra cho các bạn rất là nhiều những sản phẩm có cái hỗ trợ cho người làm tiếp thị liên kết. Rồi tiếp theo này, theo qua cái số 3 đây là Sơn sẽ lựa chọn những cái trang nào mà có cái trang bán hàng thu hút. Sell pay là cái trang bán hàng các bạn, những cái trang bán hàng thu hút đó, đẹp mắt đó, và ưu tiên là chọn những sell pay nào vừa có video mà có vừa phiên bản chữ thì nó càng đẹp đó, càng ưu tiên hơn, được chưa? Thì bây giờ nha, Sơn sẽ vào thử một vài những cái đầu tiên ở đây để Sơn lựa chọn cho mình một cái sản phẩm bất kỳ đó. Bây giờ Sơn sẽ mở ra một cái tab đó, ba sản phẩm đây đó, lựa chọn thêm một sản phẩm nữa là bốn đi chẳng hạn. Rồi có bốn sản phẩm, thì bây giờ là Sơn sẽ kéo thử nó. Thì cái đầu tiên đây là một cái sản phẩm, thực sự là cái sản phẩm này Sơn đánh giá nó là một sản phẩm được rất là nhiều người mua các bạn, được rất là nhiều người mua đó. Và trong cái quá trình mà Sơn làm thì cái sản phẩm này cũng bán rất là chạy này các bạn đó, các bạn đó, đó là cái thông điệp từ thông điệp, một cái thông điệp từ cái người là tên là Alexander, một cái thông điệp tên là Alexander đấy. Thì ở đây cái sell page của nó chỉ có một cái video thôi, đúng không các bạn? Nó chỉ có một cái video thôi, có nghĩa là khi người ta xem hết cái video này thì tự nhiên nó sẽ hiện ra cái nút để thanh toán mua hàng, các bạn hình dung chưa nào? Đấy, rồi qua một cái trang số 2. Cái trang số 2 này nó cũng tương tự như vậy, các bạn nhìn này, kéo lên kéo xuống thì không được, kéo lên kéo xuống không được, nó chỉ duy nhất có một video thôi. Thì khi mà người ta xem hết video này thì tự nhiên nó hiện ra cái ô để thanh toán mua hàng, ok chưa nào? Thì đây cũng là một cái sản phẩm là bán khá là chạy, nó tên là 15 phút manifestation đó, 15 phút manifestation đó. Xong cái sản phẩm số 3 ở đây, sản phẩm số 3
sản phẩm số 3. Đó. Sản phẩm này thì Sơn chưa có bán cái sản phẩm này, chưa bán sản phẩm này. Hiện tại là đối với Clickbank thì Sơn đang bán hai cái sản phẩm đầu tiên, được chưa? Và cái sản phẩm số 4, ở đây sản phẩm số 4 này á là Numology. Numology ở đây á, cái sản phẩm này á có khả năng chuyển đổi cực kỳ cao luôn và sẽ tạo được sale cực kỳ tốt. Tuy nhiên rằng là bạn cần phải có một cái traffic rất là lớn rồi thì bạn mới đăng ký để được làm affiliate của cái bên này. Không, bởi vì họ có rất là nhiều affiliate. Cái này nó rất là hay nha. Ở đây nó là một cái gọi là thần số học. Có nghĩa là bạn chỉ cần nhập tên, ngày tháng năm sinh của bạn vào, sau đó nó sẽ nói hết tất cả mọi thứ về con người của bạn, tính cách của bạn, tương lai của bạn như thế nào, bạn phù hợp với ai, con người bạn ra làm sao. Cái này cực kỳ hay và nó rất là phổ biến. Nó không phải là mê tín dị đoan mà nó là một cái kênh, nó rất là khoa học các bạn, nó khoa học bởi vì trước đây Sơn có học NLP các bạn, thì nó có một cái bộ môn như vậy, nó là thần số học, được chưa? Thì bây giờ Sơn sẽ nói cho các bạn về cái Affiliate Tool Pay ở đây. Có phải là các bạn vào đây là các bạn thấy giao diện nó chỉ có một video thôi đúng không? Thì bây giờ này, giả sử bây giờ Sơn nói rằng chọn cái trang page nào mà vừa có video mà vừa có phiên bản text đây, thì bây giờ các bạn vào phần ở dưới này, phần Affiliate Tool Pay, được chưa? Sơn chỉ làm mẫu một cái thôi nha, còn những cái khác thì các bạn sẽ cần nó phải dò, các bạn cần phải học nhá. Rồi bây giờ Sơn sẽ kéo xuống dưới này, kéo xuống dưới này nó sẽ có những cái chữ nó hiện ra. Đầu tiên đây này, nó nói cái gì ở đây, nó nói là về những cái người mà họ đã bán được thành công với cái sản phẩm này, và cái sản phẩm này á, nó có cái earn per click, có nghĩa là trên một click á, nó sẽ được chi trả đâu đó khoảng là 29.000 đồng đó, số tiền rất là cao. Các bạn chạy quảng cáo ví dụ là các bạn nó bỏ ra khoảng 0.4 đô thì các bạn sẽ nhận được là 1.25 đô. Đây là nếu như là paid traffic nha, chạy quảng cáo nha. Rồi thì bây giờ Sơn sẽ kéo xuống dưới này, nó có phần là click here to access affiliate tool without sign up đó, thì Sơn sẽ gõ cái phần này, có nghĩa là bây giờ mình nó sẽ truy cập thẳng tới cái trang affiliate mà không cần phải đăng nhập gì hết. Rồi thì bây giờ cái giao diện của nó này, có rất là nhiều người bạn nó hỏi thế bây giờ là cái affiliate tool pay này nó hỗ trợ cho chúng ta cái gì. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy là cái email swipe, Sơn rất thích cái tính năng này đối với những ai mà biết sử dụng Redbon, Getresponse hoặc là email marketing thì bạn có thể sử dụng cái email swipe này, nó rất là tuyệt vời và nó có hết tất cả những cái email có sẵn rồi. Nó có email theo từng ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 10. Bạn sẽ gửi những cái gì qua từng cái email như vậy, bạn chỉ cần lựa chọn cái tiêu đề và nội dung phù hợp và nó có sẵn, nó viết cho chúng ta rồi. Và sau đó chúng ta chỉ cần thay đổi cái đường link affiliate của mình đi thôi là xong. Ví dụ như ở đây cái tài khoản Clickbank của Sơn, ID của Sơn đó là Sơn PS, đó là cái tên đăng nhập nhá. Thì Sơn gõ vào submit này thì tự nhiên nó sẽ đổi hết cho mình thành những cái trang đây. Và bên cạnh đó trong cái mục Affiliate Tool Pay ở đây đó, dành cho những người làm affiliate nó sẽ có này, có cả landing page. Landing page là gì? Landing page là những cái trang mà khi mà nó tạo ra đó, nó sẽ có cái phần là thu thập được thông tin danh sách khách hàng, và khi mà khách hàng người ta điền thông tin vào đây đó và người ta nhận được một cuốn sách miễn phí ở đây, nhận được cuốn sách miễn phí, và sau khi mà nhận cuốn sách miễn phí này họ đưa ra quyết định mua hàng về sau này thì các bạn vẫn được tiền bình thường, được chưa? Thì khi mà các bạn nó bán hàng nó sẽ khó hơn cái việc là tặng miễn phí, thì tặng miễn phí sau rồi các bạn bán hàng nó sẽ dễ dàng hơn, được chưa? Đó, tặng cuốn sách ở đây đấy, thì ở đây này nó có đường link riêng này, đường link riêng này các bạn ý này đó, mỗi một cái trang như vậy thì nó có đường link riêng nên nó sẽ tự phân biệt được đâu là khách hàng do bạn đem tới, nên bạn hãy yên tâm phần này, được chưa? Tiếp theo này, bây giờ Sơn đã kéo xuống dưới này, kéo nhẹ nhàng thôi, thì bây giờ này nó sẽ có một vài cái, bây giờ Sơn sẽ vào từng cái nha các bạn. Rồi thì vừa nãy có phải là cái trang bán hàng của họ đó, trang bán hàng ở đây nhá, kéo hai cái gần với nhau này, nó chỉ có một video thôi đúng không? Thì bây giờ là Sơn lựa chọn một cái khác đi một tí, đó là Sơn nó lựa chọn đó là main link, có nghĩa là cái link này á, thì được đó là cái chi trả tiền cao được nhất, cao nhất thì Sơn bấm vào nó, thì nó không phải là chỉ có video không, mà khi mà mình kéo xuống này nó có phần là add to cart, có nghĩa là khách hàng có thể vừa xem video hoặc là họ cũng có thể là lựa chọn cái việc là mua hàng ngay, hoặc là họ sẽ đọc được những cái testimonial, những cái cảm nhận của những người khách hàng sử dụng sản phẩm này thành công, sau đó họ bấm vào phần add to cart này thì nó ngay lập tức nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn đó là trang bán hàng, trang để thanh toán. Thì khi mà họ thanh toán thành công thì trả được tiền rồi thì lúc này nó sẽ tính tiền cho các bạn nhá. Đó, ví dụ sản phẩm này 47 đô này, sau đó nó còn upsell được thêm nữa. Đó, giả sử khi mà nó upsell xong rồi thì bạn sẽ được thêm tiền nữa. Được chưa? Thì khi mà bạn tạo ra cho mình một cái đường đường link á, đây Sơn quay lại cái trang của Sơn nhá. Khi mà bạn nó nhớ là khi bạn tạo đường link này thì bạn phải coi rõ kỹ, thật kỹ ở đây, đó là trong cái phần là mục Sơn PS này đó, nó có cái đường hop link riêng của bạn không,
Nếu không có thì bạn phải kiểm tra lại, đúng không? Bạn chỉ nhận được tiền khi mà nó có cái đường link riêng của các bạn nhé. Ok chưa nào? Rồi, thì Sơn mới chia sẻ các bạn như vậy. Đó là một vài cái cơ bản, hoặc là khi mà vào cái sản phẩm tiếp theo này, sản phẩm số 2 này, thì bạn cũng hãy vào đây này, nó có phần là Affiliate Toolpay, được chưa? Trong cái phần Affiliate Toolpay này thì các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé, tìm hiểu thêm đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái mục rất tuyệt vời. Đây, nó có email này, email để các bạn nó tạo mẫu này đó, hoặc là banner nếu như bạn nó có một cái website, được không? Nếu như bạn có website thì nó có banner mẫu cho các bạn luôn. Và những cái banner này bạn chỉ cần nó nhập cái đường link affiliate của bạn vào thôi đó, cái tên tài khoản affiliate của bạn vào, xong sau đó thì nó sẽ tự hiện ra chung cho các bạn nhá, tự hiện cho các bạn này đó, hoặc là có blog review này, đó có là nó sẽ có bài viết mẫu luôn để bạn đăng lên cái blog của các bạn đấy. Thế các bạn thấy video này giá trị như nào đó, video này cực kỳ giá trị nhá, để giúp cho các bạn có thể nắm rõ được và hiểu sâu hơn về cái cách làm, thì bạn nhớ là chọn cái sales page nào đó, mà nó có vừa có video mà vừa có phiên bản text, thì nó sẽ tạo được cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao hơn rất là nhiều. Và thì khi mà các bạn đã lựa chọn được sản phẩm để bán rồi, thì bây giờ các bạn hãy lấy ra một cái hop link, lấy cho mình một cái hop link. Thì cái cách lấy hop link thì cái cách số 1 ở đây đó là, bây giờ các bạn hãy quay lại đây này, một cách số 1 đây là các bạn bấm một phần promote, bấm một phần promote, sau đó các bạn đã điền cái account nickname ở đây, hoặc đôi khi nó cũng hiện lên là ID, đúng không nào? Thì các bạn ấy điền cái tên đăng nhập của các bạn vào. Còn cái mã checking ở đây á, là ví dụ là bạn á, muốn là checking ở đây là cái này nó sẽ đến từ cái traffic nào, ví dụ là free traffic, ví dụ là paid traffic, ví dụ như là Instagram hay là Pinterest, để sau này bạn checking được với nó, đúng không nào? Thì bạn sẽ biết được cái đơn hàng đó nó tới từ cái kênh nào đó. Sau đó bạn bấm vào phần là General Hop Link thì nó sẽ hiện ra cái đường link này, bạn copy nó. Thì có một vài bạn á nói với Sơn rằng là thì bây giờ là khi mà mình copy cái đường link này rồi thì không lẽ mình đi quảng bá cái đường link dài ngoằng ngoằng này hay sao, mà nhìn như vậy chắc chắn không có ai mua hàng của bạn đâu, được chưa? Không ai mua hàng của bạn thông qua cái đường link rất là dài ngoằng ngoằng và nhìn xấu xí như vậy được, thì các bạn cần phải rút gọn đường link đi đó. Thì Sơn cũng có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cách để rút gọn cái đường link, nhưng bây giờ là các bạn sẽ không thể nào mà sử dụng rút gọn đường link bằng đường link là bit.ly để các bạn đi rút gọn, đúng nào? Thì trên cái Instagram á, nó có một cái đường link rút gọn riêng của nó đó, đường link rút gọn riêng của nó đó là cái link tree đó. Bạn đã vào trên cái website là linktr.me đó thì nó sẽ ra được, và Sơn cũng có video hướng dẫn rồi nhé. Các bạn hãy lên trên kênh YouTube để bạn tìm cái video này, cách sử dụng Linktree, được không nào? Để rút gọn cái đường link đó đi và bạn quảng bá cái đường link đó, và nó phải cái đường link nó phải là thật là ngắn, không, và nhìn nó thật là đẹp thì người ta mới mua hàng của nó được, được chưa? Rồi, sau khi mà các bạn đã lấy được đường link này rồi á, thì các bạn hãy nhớ các bạn nên copy nó vào ở một cái nơi nào đó để sau này các bạn có thể dễ dàng các bạn vào các bạn tìm thấy được. Và một cái đặc điểm nữa là khi mà bạn copy link rồi thì các bạn phải bấm vào cái phần report ở đây này. Cái phần report ở đây nó rất quan trọng nhé. Và trong phần report ở đây, và các bạn đã chỉnh cái phần ở đây là theo ngày, thì bạn đã xem rằng là cái đường link vừa rồi á, các bạn tạo ra cái lượt bấm này á, nó có tăng lên hay không. Nếu mà nó không tăng lên thì chứng tỏ là cái đường link đó các bạn nó chưa có chuẩn, thì bạn cần phải vào bạn khởi tạo đường link nó. Đây là cái phần là tracking, phần kiểm tra trước khi mà các bạn đi quảng bá, được chưa? Hãy làm đúng ngay từ đầu, được chưa? Đó, thì có một vài bạn á, hỏi với Sơn rằng ồ anh Sơn ơi, lần trước em thấy có sale mà sao hôm nay lại không thấy có sale, thì vì sao? Thì đây là do này, cái 14 đây nó thể hiện mặc định là 14 ngày gần đây nhất, được không? Thì cái sale đó nó được 15 ngày rồi thì chắc chắn bạn sẽ không nhìn thấy cái sale đó, thì bạn phải bấm vào last month chẳng hạn, có là tháng trước, hoặc là bạn sẽ kéo cái phần thời gian ra, bạn sẽ tùy chỉnh cái phần thời gian đó. Thì khi mà bạn tùy chỉnh cái phần thời gian, bạn lựa chọn là xem từ ngày nào tới ngày nào, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái sale đó, chứ không phải là bạn bị mất sale đâu nha, được chưa? Ok nhá. Rồi tiếp theo này, tới bước số 3 đó là bạn cần phải chọn cho mình một cái traffic để bạn quảng bá. Thì đây traffic nó sẽ có hai dạng, một đó là free traffic và hai đó là paid traffic. Thì free traffic đó là quảng cáo, ở đây là bạn không cần phải bỏ vốn, và nó sẽ giúp cho bạn á, nếu như ở đây góc độ là Sơn đang nói, đó là sẽ giúp cho bạn nhanh có cái kinh nghiệm, không? Bạn sẽ tạo được một cái hệ thống lâu dài và bền vững được hơn. Và khuyến nghị các bạn, nếu như bạn là một người mới bắt đầu, không, bạn chưa có điều kiện tài chính, thì bạn nên chọn cái này, không, nên chọn cái này lúc mới bắt đầu, và bạn sẽ làm được rất là nhiều và bạn sẽ tự học được với nó, bạn sẽ trải nghiệm được với rất là nhiều cái kênh traffic khác nhau, YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook group, chatbot, không, và bạn sẽ rất là pro luôn, bạn sẽ cực kỳ giỏi về những cái trang này, bạn sẽ làm chủ được nó.
và quan trọng nhất nó sẽ tạo cho bạn một cái hệ thống bền vững, bạn sẽ có khách hàng tiềm năng ở đây và khách hàng sẽ theo dõi bạn thông qua thời gian 5 tháng, sau đó họ đưa ra quyết định mua hàng, họ còn tiếp tục mua hàng tiếp thông qua cái việc bạn chăm sóc, bạn nhắn tin, bạn nói chuyện cho họ tốt nữa, được chưa? Thì ở đây Sơn khuyến nghị các bạn nên chọn hình thức này khi mà bạn mới bắt đầu. Và bởi vì sao? Nó không cần phải bỏ vốn, bạn sẽ không bị sốc mặt khi mà bạn mới bắt đầu kinh doanh, thì cái này nó sẽ tạo ra sự an toàn hơn. Thì có nhiều bạn nói là free traffic có kiếm được tiền thực sự hay không, thì Sơn nói các bạn kiếm được tiền và rất là nhiều thành quả đã kiếm được tiền thành công ở trên group. Thì bạn cứ vào trong group đó là trở thành chiến binh affiliate marketing đỉnh cao này đó, hoặc là đường link ở bên dưới video thì Sơn cũng để lại hết rồi nhé các bạn đó. Rồi tiếp theo này, nếu như bây giờ các bạn đã bắt đầu có vốn rồi, còn gợi ý của Sơn khi nào bạn bắt đầu sử dụng paid traffic đây. Paid traffic là các bạn bỏ tiền ra để bạn quảng cáo và bạn có được cái người truy cập vào cái trang của bạn, thì mình không có khuyến khích nếu như bạn là người mới bắt đầu, và nó sẽ dễ bị sấp mặt nếu như bạn chưa làm chủ được nó đó. Thì có rất là nhiều người bắt đầu với nó và khi mà khoe ra cái thành tích có thể là kiếm được 500 đô, 1.000 đô, 5.000 đô thu nhập đó, nhưng thực ra đó chỉ là doanh số thôi, nhưng nó chưa biết được rằng bạn bỏ ra bao nhiêu tiền với nó, hoặc là trước khi bạn tạo được 5.000 doanh số đó thì bạn đã bỏ ra khoảng 5.000, 7.000, 10.000 trước đó rồi, thì không ai biết được đằng sau đó, được không nào? Nên chưa làm chủ được thì chưa làm. Và khi nào làm với nó đây, thì khi mà bạn bắt đầu, bạn đã có lợi nhuận từ Clickbank rồi, bạn bắt đầu có lợi nhuận từ free traffic, từ hệ thống rồi, thì bạn dùng paid traffic. Còn nếu không thì tuyệt đối không, được chưa? Tuyệt đối không đó. Và tại sao ư? Thì ở đây góc độ đó là lời khuyên thôi, còn ở góc độ bạn chính là người lựa chọn cho chính mình, được chưa? Thì với paid traffic thì bạn có thể tìm hiểu thêm với cả Facebook Ads, Bing Ads, hoặc là thuê người nổi tiếng. Ok, rồi tiếp theo, bây giờ là Sơn sẽ cho bạn một cái ví dụ để bạn hình dung được giữa paid traffic và free traffic thì cái lợi thế nó sẽ như thế nào, được chưa? Giả sử với paid traffic bạn tạo được doanh số là 2.000 đô la một tháng, thì cái mỗi sale như vậy á, một đơn trung bình bạn tạo được 40 đô, thì có phải là bạn cần phải bán được 50 sale một tháng thì bạn sẽ tạo được doanh số là 2.000 đô, được chưa? Nhưng cái chi phí ở đây nó đâu đó nó khoảng 70%. Sơn mới nói với các bạn 70% là ngon nha. Nhiều bạn á, thời gian đầu á, thì trước cái thời điểm mà test á, có nghĩa là họ phải bỏ ra 10, 20 triệu, thậm chí là số tiền hơn như vậy rất là nhiều, thì họ mới bắt đầu họ tạo được sale, không? Chưa nói đến cái việc là hồi vốn đâu, thì đừng nói tới cái việc là lời ở đây. Nhưng ở đây mình mới nói là nếu như bạn đã làm lâu rồi và bạn đã phải sấp mặt với nó khoảng là 3-4 tháng rồi đó, thì bây giờ các bạn sẽ tạo được cái lợi nhuận khoảng 600 đô đi, được chưa? Nhưng cái ưu điểm đây thì nó rất là nhanh ra kết quả. Hôm nay bạn test thì có thể là 3-4 ngày sau bạn đã thấy có kết quả rồi đó. Nhưng nhược điểm đây là bạn nó mất tiền rất là nhanh, đốt tiền cực kỳ nhanh, bạn không để ý một phát nó có thể đốt cho bạn 10, 20 triệu, 30 triệu là chuyện rất bình thường nha, được chưa? Thì đó là paid traffic. Còn ở đây ví dụ giả sử đi, Sơn nói về free traffic, góc độ là mình đang so sánh thôi chứ mình không hướng các bạn đi theo một cái gì hết, bạn hãy lựa chọn cho chính mình, được chưa? Ví dụ là free traffic, doanh số của bạn chỉ là 1.000 đô thôi, bởi vì cái free traffic này thì nó rất là lâu. Nó cần bạn cần phải có thời gian, bạn tạo ra một cái hệ thống cho mình, một cái system cho mình, tạo ra để chăm sóc cái hàng của mình nữa, và mình upsell về sau. Ví dụ như bây giờ mỗi sale bạn bán ra được 40 đô, cũng 40 đô như vậy, nhưng bạn chỉ cần thì bạn cần phải bán được 25 sale một tháng, nhưng cái chi phí là sao? Là không đồng, zero. Bạn không cần phải bỏ ra tiền để đầu tư ban đầu, zero, nhưng các bạn không cần phải bỏ vốn đó. Cái mà bọn bỏ ra nó công sức và thời gian đó, công sức và thời gian, nhưng cái thằng nào làm cũng phải bỏ ra công sức hết, cũng phải bỏ ra thời gian để ngồi vọc hết. Chả qua nói là dùng paid traffic thì khỏe, bạn bỏ ra tiền, bạn đầu tư ra thì bạn đã thức ngày đêm để bạn ngồi canh với nó, không, nó còn mệt hơn rất là nhiều đó. Và cái lợi nhuận ở đây đem về là 1.000 đô, thì có nghĩa là doanh số 1.000 đô là lợi nhuận 1.000 đô luôn, bạn ấy không có bị phải tính phí hay là bạn bị trạc bởi bất kỳ bên nào hết, bạn không bị ai trừ tiền của bạn. Thì ưu điểm đây đó là không cần phải bỏ vốn, chính xác. Cái số 2 đó là cái hệ thống rất là bền vững, bởi vì sao? Bạn sẽ tích lũy được danh sách khách hàng tiềm năng, chứ không có phải là kiểu như là bạn chạy quảng cáo sau đó thì bạn không có thu được cái danh sách của bạn, được không nào? Thì ở đây bạn tạo được hệ thống, bạn tạo được danh sách khách hàng tiềm năng, và câu chuyện rằng có ai kiếm được tiền với nó hay chưa thì quá nhiều các bạn. Sơn cũng có những case study đã chia sẻ rất là nhiều trước đây trên kênh YouTube của mình. Có những cái bạn sinh năm được 20 tuổi, có những bạn được 23 tuổi, bạn ấy kiếm được 10.000 đô, 15.000 đô thu nhập một tháng, đúng không? Là 200 triệu, 300 triệu một tháng với Clickbank mà sử dụng free traffic. Nên ở đây quan trọng là bạn quyết định bạn sẽ lựa chọn theo con đường nào để bạn đi thôi, được chưa? Thì Sơn cũng có cái chương trình học chuyên sâu, nhưng nếu ở đây bạn chưa có điều kiện về tài chính thì không nhất thiết bạn phải tham dự học chuyên sâu, thì Sơn vẫn tặng cho các bạn đó. Đó, cái tặng cho bạn một cái khóa học kiếm tiền 1.000 đô đầu tiên từ Clickbank hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể truy cập
thẳng vào cái là tự học clickbank.com. Ở đây bạn có thể là để lại các thông tin đó là email và tên, thì sau đó thì bạn đã bấm vào phần là vào học đăng ký ngay, thì Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn cái chương trình học này nhá. Thì cái này là Sơn có thể là Sơn sẽ đóng nó lại đó, và bạn cần phải đăng ký nó thật là sớm. Rồi thì cái video tiếp theo đó là cái phần số 5, phần số 4, đó là Sơn sẽ chỉ cho các bạn về cách triển khai, cách quảng bá, và Sơn sẽ bắt đầu trước với free traffic cho bạn nha. Đó, Sơn sẽ bắt đầu với Instagram, Pinterest và YouTube với chủ đề là về tâm linh. Đó thì cái chủ đề mà vừa nãy mình mới nói preview á, đó thì Sơn sẽ lựa chọn là chủ đề tâm linh ở đây. Chủ đề về tâm linh nha các bạn, Marketplace này. Đó, Marketplace. Sau đó là Sơn sẽ vào cái phần là free tour new age. Đó thì Sơn sẽ lựa chọn chủ đề về tâm linh. Thì trong cái series lần này thì chúng ta sẽ cùng chiến với nhau, và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng đồng hành Sơn, cùng đồng hành với Sơn trong những video tiếp theo. Đó, và Sơn tin chắc rằng sẽ lại tiếp tục tạo ra hàng nghìn những người bạn ra được cái kết quả. Và nếu như bạn đã ra được kết quả treo thì bạn đừng quên nó bấm vào và bạn đã đăng lên trên group và để chia sẻ cho nhiều anh em cùng biết nha. Ok, và Sơn cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên bấm một nút like, đăng ký kênh và subscribe, bấm một nút hình quả chuông để nhận được những thông báo nhất trong thời gian tới nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.